Tử vi tuổi Tý 6 tháng cuối năm 2021. Xin chào quý vị, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, xem tử vi cho tuổi Tý trong 6 tháng cuối năm 2021 sẽ giải đáp những thắc mắc về vận hạn, hung cát, cũng như mọi khó khăn, thuận lợi của mệnh chủ. Cụ thể hơn, thông qua tử vi trong thời gian này, tuổi Tý sẽ biết được cuộc sống có những thay đổi như thế nào với năm trước, liệu có điều gì tốt sẽ xảy đến hay không, có cơ hội nào tốt để phát triển trong năm 2021 này. Ngoài ra, phần tử vi cho tuổi Tý trong 6 tháng cuối năm Tân Sửu được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Qua phần luận giải tử vi cho tuổi Tý trong thời gian 6 tháng cuối năm 2021, các bạn sẽ nắm bắt được sự tốt xấu trong năm Tân Sửu về các phương diện công danh, tài lộc, sự nghiệp, tình duyên và sức khỏe. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mùa màng âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình. Sau đây là phần tổng quan tử vi của tuổi Tý trong 6 tháng cuối năm 2021. Bước vào năm Tân Sửu, thoát khỏi năm Vận Thái Tuế, ngày tuổi Tý đón nhận vận khí hanh thông, hứa hẹn nhiều điều tốt đẹp bất ngờ. Trong thời điểm nửa cuối năm, nhất cử nhất động của những gia chủ tuổi Tý đều chịu sự chi phối mạnh mẽ của cục diện lục hợp Thái Tuế cát lành, vận trình chuyển biến theo hướng tích cực. Nếu bản mệnh chủ động nắm bắt cơ hội, đảm bảo sẽ gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp, nhất là ở hai phương diện, sự nghiệp và tài lộc. Cho nên, khi thoát khỏi sự kìm kẹp của Thái Tuế, người tuổi Tý nhất định phải nỗ lực bằng trăm, bằng 10 người khác để tận dụng vận may này. Dù học hành hay sự nghiệp, bản mệnh đều sẽ chạm tới cảnh giới cao nhất. Tuy nhiên, gia chủ cũng đừng tự đắc ý sớm, đến lúc vận may qua đi lại không tránh khỏi trắc trở, khó khăn. Bản mệnh cần luôn phải có tâm lý chuẩn bị sẵn sàng. Chính vì vậy, để tận dụng những vận may trong năm 2021, bản mệnh hãy luôn mang theo bên mình pháp khí hộ thân, kim bài Thái Tuế để nghênh đón quý thần, hóa giải hung tinh, chọn đời luôn được may mắn, bình an cho chính mình. Ngoài ra, sức khỏe của bản mệnh trong thời gian cuối năm cũng không lý tưởng, có thể phải tốn kém khá nhiều tiền bạc cho phương diện này. Mệnh chủ tuổi Tý cần chú ý nhiều hơn. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của người tuổi Tý trong 6 tháng cuối năm 2021 qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp, quan vận. Thời gian nửa cuối năm 2021, vì được lục hợp quý nhân tương trợ, chuyện làm ăn, sự nghiệp của người tuổi Tý nói chung khá thuận lợi, có sự thăng tiến rõ rệt, nhiều cơ hội thăng chức, tăng lương. Thêm vào đó, bản mệnh được chính ấn và chính quan tương hỗ, chuyện làm ăn dù có khó khăn bước đầu, nhưng về sau vẫn đạt được kết quả tốt. Sự nghiệp thăng tiến không ngừng, có thể được cân nhắc vị trí công việc tốt hơn hoặc làm quản lý, lãnh đạo. Thời điểm này, mệnh chủ tuổi Tý được ví như một tay cầm con dấu, một tay lĩnh chức quan của thuở xưa. Ngoài ra, trong thời gian 6 tháng cuối năm, tuổi Tý được Thái Dương cát tinh chiếu mệnh, rất tốt cho sự nghiệp, con đường thăng tiến. Sau này, tốt cho nam mệnh hơn nữ mệnh. Thái Dương tạo động lực cho bản mệnh nỗ lực không ngừng. Nó cũng đồng thời thúc đẩy tham vọng, thôi thúc bản mệnh hành động không ngừng để đạt được mục tiêu đã đề ra. Theo đó, trong thời gian này, những chú chuột tha hồ tỏa sáng, thể hiện tài năng cũng như khẳng định cá tính, cái tôi bản lĩnh và tài năng của mình. Tuy nhiên, bản mệnh cần hết sức lưu ý hành sự
cần khiêm tốn, tránh khoe khoang, tự tin thái quá, kẻo rước họa vào thân, thị phi bủa vây. Chính điều này là rào cản khiến con đường thăng tiến gặp trắc trở, tốn thêm nhiều công sức, hao thêm nhiều tiền của. Vậy nên các thầy phong thủy khuyên mệnh chủ tuổi Tý cần mang theo bên mình pháp khí phong thủy vòng tam hợp quý nhân, Thân, Tý, Thìn. Vòng sẽ giúp các mối quan hệ phát triển hơn, hóa giải xung khắc không may xảy ra. Đồng thời với năng lực ngưng tụ thiên địa nhân sẽ giúp tuổi Tý kích tài lộc, may mắn, thuận lợi trong sự nghiệp và mang quý nhân phù trợ cho bản mệnh trong thời gian này. Thứ hai, về mặt tài lộc, tiền bạc. Bản thân tuổi Tý đã có số vượng tài, lại thêm Tý thủy chiêu tài tốt, nên trong cuộc sống sẽ xuất hiện vô số cơ hội phát tài bất ngờ. Bản mệnh cứ chiêm nghiệm thực tế sẽ thấy rõ điều này. Người tuổi Tý trong năm 2021 lâm cục diện lục hợp thái tuế, công việc có nhiều đột phá, từ đó thúc đẩy tài vận gia tăng. Chỉ cần bản mệnh chăm chỉ làm việc, không lo thiếu tiền xài. Nếu muốn có hoạch tài bất ngờ, bản mệnh có thể thử sức ở một số lĩnh vực mới như đầu tư vào thị trường chứng khoán, vàng bạc, bất động sản. Có điều, trước khi làm bất cứ việc gì, bản mệnh hãy nghiên cứu kỹ càng thị trường và kiểm soát cảm xúc thật tốt. Có như thế mới tránh được thiệt hại về tiền của. Trong thời điểm này, bản mệnh nên lấy chính tài làm chủ, tập trung phát triển công việc hiện tại, không ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc nếu chưa sắp xếp được thời gian. Khi dồn công, dồn sức cho một việc, thành công sẽ lớn hơn là phân tán. Dù hứa hẹn một thời gian dài sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền và làm giàu, nhưng tuổi Tý nên lấy phương châm tích lũy và tiết kiệm làm đầu. Hết sức tránh tình trạng lãng phí, kẻo tiền mồ hôi xương máu kiếm được sẽ một đi không trở lại. Ngoài ra, sẽ có thời điểm tuổi Tý sẽ đối mặt với nhiều khó khăn, áp lực về tài chính, cả khách quan và chủ quan. Tuy nhiên, ảnh hưởng không quá lớn. Trong gian khó, bản mệnh vẫn tìm được cơ hội tốt để vươn lên hơn người. Quan trọng là phải biết phấn đấu và không ngừng học hỏi để trau dồi bản thân. Để có thể dễ dàng vượt qua những khó khăn và áp lực, người tuổi Tý cần mang bên mình pháp khí của nhà Phật, Bát Bảo, Tâm Kinh. Vòng tay sẽ nghênh đón quý nhân bảo vệ, tương trợ bản mệnh trong sự nghiệp, việc làm ăn, kinh doanh và đầu tư. Đồng thời, còn giúp cải mệnh, tăng may mắn và chiêu tài lộc cho người tuổi Tý trong thời gian sắp tới. Thứ ba, về mặt tình cảm, gia đạo. Xem tử vi tuổi Tý nửa cuối năm 2021 cho thấy, trong năm Tân Sửu, Tuế Cam Tân Kim chính là thiên ấn tinh của tuổi Tý, chủ về có quý nhân là nữ giới trợ lực. Lại thêm lục hợp thái tuế hỗ trợ nên chuyện tình cảm của tuổi Tý thuận lợi hơn so với năm 2020 về phương diện này. Theo đó, bản mệnh đón không ít hỷ sự trong năm. Cho nên, để kích hoạt tình duyên, thầy phong thủy khuyên người tuổi Tý hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy vòng tam hợp quý nhân, Thân, Tý, Thìn. Với năng lực tam hợp khí sẽ giúp bản mệnh đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải và tăng cường các mối quan hệ, kích hoạt tình duyên và vận đào hoa cho bản mệnh trong năm. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Theo thầy Gia Cát, dưới sự hỗ trợ của cục diện lục hợp thái tuế, phương diện sức khỏe của tuổi Tý trong nửa cuối năm 2021 không có quá nhiều biến động. Nhìn chung bản mệnh không mắc trong bệnh, sẽ gặp sự hóa lành. Có điều, nhiều thời điểm có bệnh phù hung tinh tác động khiến sức khỏe suy giảm, tuổi Tý sẽ đổ bệnh. Dù không phải bệnh nguy hiểm, nhưng cũng gây không ít rắc rối cho cuộc sống và vấn đề tài chính. Theo đó, trong cuộc sống hay lao động, tuổi Tý cần nâng cao tinh thần phòng bệnh hơn chữa bệnh, đề cao cảnh giác, không chủ quan, có như vậy mới tránh được nguy hiểm bất ngờ. Ngoài ra, để có thể giúp bản mệnh hóa giải những vận xấu, thì thầy phong thủy khuyên tuổi Tý hãy luôn mang theo bên mình pháp khí Bát Bảo Tâm Kinh. Vòng là pháp khí nhà Phật sẽ giúp bản mệnh xua đuổi hung tinh, vận hạn trong năm. Bát Bảo Tâm Kinh sẽ trở thành tấm bùa hộ mệnh bảo vệ người tuổi Tý suốt một năm 2021. Quý vị thân mến, trên đây là vận trình cụ thể của những gia chủ tuổi Tý trong 6 tháng cuối năm Tân Sửu. Tiếp theo chương trình, xin mời mọi người hãy cùng theo dõi chi tiết từng tuổi Tý trong thời điểm này để có thể nắm rõ hơn. Đầu tiên là tử vi tuổi Canh Tý sinh năm 1960. Nhờ tác động của cục diện Tý Sửu nhị hợp cũng như thái tuế và tuế can hình thành cục diện sát ấn tương sinh, nên về cơ bản
ông bà sinh năm 1960 sẽ gặp được khá nhiều may mắn. Ông bà tuổi Canh Tý sẽ được hưởng lợi nhiều nếu tham gia vào các công việc hợp tác, chấp pháp, có cơ hội được trọng dụng. Cộng thêm nhân duyên khá tốt cũng là yếu tố giúp ông bà thường xuyên nhận được sự giúp đỡ, nâng đỡ của bạn bè và mọi người xung quanh. Tuy nhiên, vì công việc khá bận rộn mà ông bà tuổi Canh Tý cũng đã khá cao tuổi, nên sức khỏe dễ chịu ảnh hưởng, tinh thần thường rơi vào trạng thái áp lực, mệt mỏi. Thứ hai là tử vi tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972. Nửa cuối năm 2021 là thời điểm tốt lành đối với các bác sinh năm 1972, tuổi Nhâm Tý. Các bác sẽ đạt được nhiều bước tiến trong sự nghiệp cũng như trong cuộc sống. Nhiều bác sẽ gặp được cơ hội thuận lợi để phát triển, lại thêm quý nhân giúp đỡ, nên chuyện thăng chức, tăng lương dường như không quá xa xôi. Các công việc cần sự hợp tác của đồng nghiệp, đối tác cũng diễn ra tương đối thuận lợi. Các bác còn dễ nhận được sự trọng dụng của cấp trên. Tuy nhiên, do công việc tương đối vất vả, nên nếu không chú ý nghỉ ngơi, các bác sẽ luôn thấy cơ thể mệt mỏi, thậm chí mắc phải một vài căn bệnh mãn tính. Thứ ba, tử vi tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984. Các cô chú tuổi Giáp Tý gặp cục diện Tý Sửu nhị hợp có thể đem lại nhiều cơ hội cho mình. Song tuế can hình thành nên cục diện Tân Kim, Thiên Ấn, Khắc, Giáp Mộc, Thương Quan cũng đem lại những tác động nhất định. Về cơ bản, cô chú vẫn phát huy được sở trường của mình, được cấp trên yêu mến và tôn trọng. Việc hợp tác với đồng nghiệp, đối tác diễn ra thuận lợi. Tuy nhiên, những cô chú tuổi Giáp Tý vẫn phải chịu một số ràng buộc nhất định, có thể tự do làm mọi việc theo ý muốn của mình. Ngoài ra, trong thời điểm này, nhân duyên của cô chú khá phát triển tốt, sẽ trải qua một vài khó khăn, trắc trở. Nhưng từ đó, cô chú có thể nhận ra ai là bạn bè thực sự tốt hoặc đem lại tác động tích cực với chính bản thân mình. Thứ tư, tử vi tuổi Bính Tý, sinh năm 1996. Tử vi 6 tháng cuối năm Tân Sửu cho thấy, thời điểm này anh chị sinh năm 1996, tuổi Bính Tý sẽ có đầy triển vọng. Anh chị vẫn còn trẻ tuổi nên hãy luôn cố gắng thể hiện điểm mạnh của bản thân mình, gây ấn tượng khá tốt đẹp với lãnh đạo và có thể là cả quý nhân. Mối nhân duyên tốt đẹp cũng giúp anh chị làm quen được với nhiều bạn bè tốt, có tác động tích cực đến sự nghiệp. Với những anh chị còn độc thân sẽ nhận được sự quan tâm, chú ý từ người khác phái. Anh chị có cơ hội thành đôi với người mình yêu mến. Tuy nhiên, cần lưu ý tình trạng sức khỏe của anh chị trong thời điểm này không được ổn định. Không nên cậy rằng mình còn trẻ mà sinh hoạt thiếu điều độ. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, xin mời mọi người hãy cùng kênh Phong Thủy Gia Cát tìm hiểu cát hung từng tháng trong vận trình nửa cuối năm Tân Sửu của tuổi Tý. Thứ nhất, tử vi tháng 7 âm lịch. Bước sang tháng 7 âm lịch, tuổi Tý may mắn có tam hợp quý nhân phù trợ, lại thêm quan ấn tương sinh, rất có lợi cho công việc làm ăn của bản mệnh. Khó khăn công việc vì thế được tháo gỡ, các mối quan hệ với lãnh đạo, đồng nghiệp thêm phần hài hòa, được cấp trên đánh giá cao và đề bạt thăng chức, đề xuất tăng lương. Sức khỏe của bản mệnh cũng được cải thiện đáng kể, người ốm nhanh khỏi bệnh, nhất là những ai vừa trải qua một cuộc phẫu thuật. Có điều thận trọng khi đi xa, đề phòng tai nạn xe cộ. Tử vi tháng 8 âm lịch. Sức khỏe của những người tuổi Tý trong tháng này có phần giảm sút, nhưng bù lại, công việc tiến triển khá thuận lợi. Chuyện kinh doanh, đầu tư thuận lợi hơn trước, bản mệnh thu về không ít tiền lãi. Tháng 9 âm lịch. Sang tháng 9 âm lịch, chính tài đường vượng, chỉ cần mệnh chủ tuổi Tý tập trung làm tốt công việc hiện tại thì bản mệnh cũng kiếm được bộn tiền. Đây là thời điểm bản mệnh có thể mở rộng quy mô công việc. Nếu muốn chinh phục lĩnh vực mới cũng có thể thử sức. Thứ tư, tử vi tháng 10 âm lịch. Áp lực tiền bạc trong tháng khá lớn, mệnh chủ tuổi Tý kiếm tiền không dễ dàng, phải nỗ lực gấp nhiều lần so với bình thường mới đạt được mục tiêu. Điểm sáng trong tháng là vấn đề sức khỏe được cải thiện. Dù cuộc sống áp lực là thế, nhưng bản mệnh suy nghĩ tích cực, không ngừng nỗ lực, cuối cùng cũng sẽ được đền đáp xứng đáng. Tử vi tháng 11 âm lịch. Do chịu tác động của lưu nguyệt thái tuế, tháng này tuổi Tý có chút áp lực về tinh thần. Theo đó, chuyện tình cảm gặp không ít rắc rối. Đổi lại có quan ấn tương vượng, công việc của bản mệnh tiến triển tốt, hứa hẹn ký kết nhiều hợp đồng giá trị.
Bản thân vừa có tiền bỏ túi, lại còn được cấp trên trọng vọng, đề bạt, thăng tiến. Tử vi tháng 12 âm lịch. Nhìn chung vận trình tháng cuối cùng của năm Tân Sửu trôi qua khá nhẹ nhàng đối với mệnh chủ tuổi Tý. Được lục hợp quý nhân phù trợ, công việc thuận lợi, bước chí. Được lục hợp quý nhân phù trợ, công việc thuận lợi, thậm chí xuất hiện bước nhảy vọt mới. Chuyện làm ăn gặp thời gặp vận, lại thêm quý nhân phù trợ nên nhiều cơ hội kiếm tiền. Từ giữa tháng vận khí vượng, tiền đổ về túi ầm ầm. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe bài phân tích về tử vi 6 tháng cuối năm Tân Sửu của mệnh chủ tuổi Tý. Phần tử vi này đều được thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về luận tử vi và phong thủy luận giải. Để cập nhật được nhiều hơn về thông tin tuổi của mình trong năm 2021 và những năm tiếp theo về sức khỏe, gia đạo, công danh sự nghiệp, con cái, quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật những thông tin mới nhất về vận trình của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Kênh Phong Thủy Gia Cát rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.